Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu 3Z cá mập, hay còn gọi là 3Z Iron Shark, và chúng ta cũng có thể gọi là 3Z Aurora. Quá nhiều cái tên để gọi em nó. Bây giờ thì mình sẽ đi lên chỗ Thẩm Du. Thẩm Du thì chỗ cao nhất thôi. Em nhảy lên đây thì cẩn thận một tí. Rồi cầm 3Z mà nhảy lên cho nó đỡ rớt. Rồi cầm cận chiến thì nó đi nhanh quá. Rồi chúng ta sẽ nhớ đến cái bài thơ nhảy qua đèo ngang, đèo lấy đà, đập đầu vào đá, máu tuôn ra. Lang thang dưới núi tìm y tá, y tá theo dai đéo có nhà. Đây toàn áo đỏ chứng tỏ ca ve thôi, đây toàn ca ve thôi anh em ạ. Không có y tá thì mới cay. Ca ve thì không biết là nó chữa được bệnh. Úi dồi, ca ve thì nó không chữa được bệnh đẹp dai. Rồi cút cút ra. Á đủ, thế nhìn quay lại. Rồi đấy, rồi bay đâu đấy. Đấy, đấy là đập đầu vào đá. Ủa, cái định mệnh tôi đang hóng hớt cào này, đang hóng hớt cái thằng kia đập đầu vào đá nhưng máu nó không tuôn ra. Rồi thằng kia chết. Ui thằng tơ tử vong rồi kìa, này đi tử vong này. Ô cái định mệnh chơi à, giống non thôi. Thằng tơ chết rồi bạn của các bạn, cố nhây làm cái gì này, nhây này rồi cào cấu. Cái bệnh dại của mấy con giống non này, mấy thằng KV nó lại nổi lên rồi, nổi lên rồi. Rồi cào chết thằng kia luôn mới ghê, thằng nào ném bom choáng tôi. Mấy thanh niên lại nguy hiểm với nhau nữa rồi, tí bom nha. Mù mắt. Chua lắm thì cũng bằng chanh thôi, làm trai ai chẳng sở khanh bao giờ. À, chết nhầm, làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần, hơi bị nhầm rồi. Mình mấy câu này thì mình nhớ mang máng thôi, có thể là không chuẩn lắm. Sao lên cái chỗ này khó nhỉ? Hồi trước mình lên chỗ này cực kỳ dễ. Úi dồi. Hết cầu hồn ạ, cứ tưởng là bay xuống cơ. Pha đấy mà rớt xuống thì kiểu gì mình cũng đi chỗ khác. Rồi, mỗi trận thì mình sẽ thẩm du mỗi chỗ cho anh em xem. Cái gì đấy? Rồi, tuy nhiên giáp lâu quá. Giáp lâu quá, cây này thì bắn nó rất là phê. Rồi, nếu mà các bạn đi zombie thì thực sự cây này rất là phê đấy. Còn đi C4 thì mình thích là 3Z bon bít hơn. Tại vì tại vì khi mà các bạn xin lỗi các bạn nha. Tại vì các bạn đi C4 thì yêu cầu một cái khẩu snap nó tuyệt vời hơn một tí. Còn cây này thì mình không đánh giá cao. Cây 3Z bon bít kìa, bắn nó mới phê. Còn cây này thì nó có cái rồi gì đấy? Gì đấy? Sao thằng này hồi máu nhở? Đùa. Rồi hết cả hồn. Ôi bạn ơi, bạn hết máu à? Bạn làm cái gì mà tự dưng nó hồi máu kinh thế? Dã man thật. Mới thấy nó nhấp nháy. Thôi đi đây. Hai thanh niên KV. KV thì yếu lắm. Thằng nào bắn đấy? Cho mình lên với. Rồi lên đây thì đúng là quá tuyệt vời. Cân tim. Tao lại sợ mày quá đấy. Ai hi hi. Rồi chúng ta sẽ đợi hero. Thằng kia mình nghĩ là nó sẽ không leak ra đến phút cuối cùng đâu. Kiểu gì cũng chết. Kiểu gì cũng chết thôi. Đấy, có xài đâu. Có xài đâu. Thằng tơ nó hớt đi đường nào đấy tơ ơi. Thằng tơ kiểu này thì bị bọn giống nó chửi sấp mặt lờ thôi. Em 11 kích nó. Rồi. Lại đây. Rồi. Lại đây. Những con hàng béo bở như thế này thì không ăn thì nó hơi phí anh em ạ. Này thì nguy hiểm. Mấy thanh niên cái gì đấy, hack à, what the fuck, mình chém thằng nào ấy à, không phải thằng kia, kênh em AFK cận chiến. Nó chửi mình kìa. Tao lại sợ mày quá cơ, kênh AFK cận chiến phải mút ngay anh em ạ. Thằng tớ ấy, nó mà đứng im một chỗ ấy là phải giết ngay, bay như siêu nhân cái gì đấy. Vờ mấy thanh niên này không biết là uống thuốc, sáng ra là uống thuốc chưa? À không phải, buổi sáng thức dậy đã uống thuốc chưa? Mà mấy thanh niên này là vào đây là ngáo ngơ đến như vậy, cạn lời, mà không cho nó qua, nó đi đâu rồi? Vãi bắp cua, cái khẩu này thì nó có cái tia laser ở phía trước, đâm ra là các bạn bắn giữa bài nó phê lắm. Đứng thẩm du thì các bạn chỉ có mút kêu lòi mồm thôi.
Rồi cơ mà các bạn phải quan sát kỹ, không thì chúng nó lại móc đít mạng thì đúng là sấp mạng. Hai thằng này làm gì đây? Rồi sao tranh nhau lên cái chỗ này thế này? Không cho, đứng đây cây anh em ạ. Dại gì? Đây là miền đích, miền đất của tao. Ủa ơi, cái điện mới cầm quán VIP nhảy mãi không lên thì liền. Úi ôi, thầm thế, cái này bắn dễ cực luôn anh em ạ. Kìa, cái điện mới không được mút luôn đấy nhở. Rồi chúng ta còn một con hàng cuối, chắc chắn mình nghĩ là sẽ đi mút luôn đi. Rồi, à, cương thi này giờ mờ sao không có y tá nhở. Dưới đèo ngang không có y tá, cạn lời. Thế mà bọn kia lại cứ hay nói là dưới này y tá nhiều lắm cơ. Y tá nhiều lắm cơ, bên kia. Đây này, cái mặt bạn nó lò như thế này, bảo sao. Ô, tất kia nó bị cận chiến luôn rồi. Vờ lờ, sao chửi nhau kinh thế. Có cần phải chửi nhau nhiều đến như thế không? Hách à, vai thanh niên này còn hách nữa, vờ lờ. Mà mình có cảm giác như hách ở đây. Cái thằng tơ tự dưng lại, mình thấy nó nhấp nháy rồi, nó bay qua mình một cái là nó đầy máu luôn ạ. Mà pha đấy mình không mất giáp nha. Mình lao xuống chém mình mới mất giáp. Nếu không tin anh em có thể tua lại cái đoạn đấy. Đến đấy rồi. Chạm vào nhau một giây thôi là biến zombie luôn à. Úi dồi, AFK đi. Để tôi mút. Ôi, dí vào đầu thì cứ phải 2k8 đến là 3k. Bảo làm sao cái này không bệnh. Từ từ các bạn ơi, mút vừa thôi, cho mình mút với. Đâu rồi, hết rồi. Cạn lời sao lại chửi nhau kinh thế. Gặp đúng cái phòng sủ nhi. Cạn lời, thằng đi hết, thằng đi chửi. Vừa bắn mà vừa nghe chửi thế này thì đúng rồi. Mất hết cả cảm hứng anh em ạ. Ợp đi, thoát đi, thoát đi. Bom đi, what the fuck. Rồi, lên thẩm du cho cố vào. Ai bảo thẩm du cho cố vào bây giờ làm zombie. Đấy, đấy là do ăn ở ấy anh em ạ. Ăn ở ấy. Úi dồi, sau lưng kìa. Sau lưng kìa bạn ơi. Để mình cover cho. Mình là người tốt, mình sẽ cover. Úi dồi. Mà nói mình là người tốt thì nó cũng hơi sai nhỉ. Ngọc Vân này, gái này. Đơm ơi. Gái vào chơi à. Rồi gặp gái rồi bắt đầu sáng mắt lên. Rồi mút chùn chụt anh em ạ. Gái là phải mút chùn chụt. Rồi thằng này trên này lấp lói gì đấy. Xuống kia. Cái thằng này phải điểm danh F1 kích nó đi. Cái điện mệnh. Thế như này, ăn ở là đây. Cận chiến nốt luôn. Ôi, thôi bạn ơi, để mình cận chiến cho. Cái thằng ăn ở này không được tốt. Rồi bên này. Ôi, thôi. Thằng kia. Thôi. Thôi bạn ơi, mình có làm gì đâu. Bây giờ mình chỉ cầm 3Z thôi mà. Này thì thích thể hiện này. Úi dồi, thơm thế. Khẩu này bắn dễ tròn thật. Dễ đấm mồm. Mấy khẩu lục là nó thế. Mình rất thích mấy khẩu DE. Hồi trước thì chỉ thích lục USP trong zombie thôi. Tại vì khẩu đấy cover zombie rất là tốt. Sau này bắn được DE rồi thì lại thích DE. Tại vì nó dễ đấm mồm. Thứ hai đam nó to. Kìa sau lưng. Úi dồi, may đấy. Thôi không được rồi. Pha đấy là do bạn thôi. Hai con liền. Bảo thằng nào nó cover được. Úi dồi, cái gì này. Thắm thế là rồi. Đấy. Bác cũ ủi. Vai nồi. Rồi một pha. Một pha tự dưng này. Lách vào đúng cái hốc. Từ từ bạn ơi. Úi dồi, mũi. Rồi. Cái điện mệnh. Trời ơi, đang nhẽ mình lách lên đây rồi. Má. Tự dưng mỗi nó cắn, vờ lờ. Mỗi nó cắn tự dưng mình không đi được. Quá. Cạn lời. Ngứa quá anh em ạ. Thực sự đang làm clip mà cái phòng này nó thực sự nó không được kín. Đâm ra là nó mỗi hơi bị nhiều. Để mình gãi một tí. Vờ lờ thật. Má. Và đấy đang nhẽ mình lách lên rồi chứ. Bọn này tuổi gì ăn được. Vờ lờ thật. Tại cày thế. Và đấy mình tự dưng cái tay nó không lích lên được các bạn ạ. Và đấy mà lích lên được thì mình không chết đâu.
Tiểu Dương lại bị đang gãi bị đi lùi một cái. Thực sự pha đấy rất là ngứa, không thể chịu được. Thoát đi rồi, chơi ngu thoát. ML gái kiểu mắm gì đấy, mình nghĩ là lừa tình ấy. Anh em đừng tin nha, bọn này nó lừa tình ấy. Rồi nó làm tơ. Hay lắm DM. Đúng lúc đi tổng du. Rồi gái vào chơi zumba đã bị làm zumba rồi. Đèn thế à rồi. Tiếp nào. Mút mút mút, nhanh. Lại đây ra sau này mút hàng. Đấy, gái cơ. Phải mút chùn chùn. Má hai con luôn ạ. VL. Một con thôi, hai con nhiều quá. Mút không hết. Này thì đứng này. Lừa tình này. Này thì lừa tình này. Thôi bạn ơi, diễn sâu quá. Diễn sâu quá. Rồi, cận chiến đi. Bắt đầu thả thính các kiểu nữa rồi. Thôi, cắt. Diễn hơi bị sâu. Cắt được rồi. Ôi, thôi không cận chiến được. Cận chiến. Ấy tình yêu này lại diễn sâu rồi. Không ngờ tụi con gái nó lại diễn sâu đến thế. Dã man thật. Trông đầm gì đẹp bằng sen. Còn đâu cái khác mà khen bây giờ. Thôi, đính khen thằng tơ đẹp trai, đẹp gái quá. Rồi, đây. Nó lại lừa tình. Nó cào chết đấy. Hình như là chưa thằng nào bị cào. Và mình thấy trông thấy nó bật giáp thế kia. Mình nghĩ là nó sẽ lừa tình. Anh em rất là sợ. Vẫn có thằng đến liều mạng nhưng vẫn có người rất là sợ. Thực sự nó lao đến như này. Úi dồi. Thôi bạn ơi, nay đi thả thính. Bạn đã đấy. Cắt đi bạn ơi, cắt đi. Cắt. Diễn rất là sâu. Úi dồi, đứng dậy kìa vãi thật. Cạn lời. Thằng này phải trao giải. Úi dồi, cho cận chiến mà đi đâu thì nhìn theo cái kia, bố thế nào chịu được. Úi dồi. VL. Cận chiến cái mắm gì. Cận chiến thì xoay cái lưng lại người ta mới cận chiến được. Cái điện mệnh. Khốn nạn VL ạ. Rồi mình sẽ lên đây móc. Ơ từ nào. Ôi, cận chiến cái mắm gì. Ngu. Tình điện toát luôn. Mà đi theo đâu, đi đâu là nó đi theo. Nó cái ánh mắt của nó xăm soi đến đấy thì bảo thằng nào cận chiến được. Bọn này lừa tình nó cũng phải vừa vừa thôi chứ. Lừa tình ác quá. Thôi mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem này thấy hay, mình là subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn.